Hello, buổi sáng mình chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì hai bố con lại xuống đây để thăm bảy nha mọi người. Hôm nay không biết có được may mắn như hôm qua nữa không nha mọi người. Thôi, mọi người cùng theo bố con mình để thăm bảy nha. Đi đi theo mọi người. Lần. Chim. Chim gì? Nè. Bảy mình vẫn đặt cho cũ như mười. Mình chỉ đi xem thôi. Còn bấy giờ thì mình đặt lại. Không thì mình vẫn để vậy thôi như mười. Này, mình để dọc theo con suối này. Tại mùa này là mùa khô rồi mọi người nên con vật sẽ tìm đến nước nên mình đặt ở gần suối như vậy thì con vật sẽ dính luôn mọi người. Dọc theo con suối này. Bể đấy ba lần xem rồi mà không dính, đi đi xem bể khác. Bữa nay trời có nhiều gió tí mọi người, hôm qua thì cũng đỡ lạnh hơn, bữa nay lạnh lạnh quá, lạnh hơn hôm qua rồi. Đi xuống xuống xuống. Ui. Điều. Bé đây, sập lại không dính nhỉ? Bé sập mấy lần làm sao không dính ta? Em người bị sao nữa? Hôm qua cũng sập mà không dính, bên đây cũng vậy. Mình bẫy lại này, giờ bẫy lại nha mọi người, bẫy lại để trưa mình có gì có cái để xem. Hôm qua cũng sập mà không dính, bữa nay lại sập tiếp. Đây, vậy là sao rồi mọi người? À, đây là. Như dính rồi mọi người. À, dính rồi. Dính như con chuột rớt xuống. Đây, cho mọi người xem này. Đấy. Bên kia dính con sóc kìa mọi người, cho mọi người xem này. Đó, thấy chưa? Một con sóc, một con chuột gần nhau luôn mọi người. Cho mọi người xem này. Quần mạo vào đi, mạo vào đi. Dính hai con luôn. Hai con khá là gần nhau. Đó, người thấy chưa? Chân rột đây. Đẹp. Hay hay là mình nuôi đấy, sóc này đẹp này.
chuột. Ơi, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp luôn. Mà giờ chầm chầm cái gì mà? Ấy. Giờ chầm cái gì? Lấp ra. Ấy. Ra. Chưa nha các bạn. Phòng đi. Vượt như thế này là gì vậy? Xem đi ạ. Quýt ăn xiểm. Đi, thăm bãi khác. Thăm bãi khác. Nhiều anh ạ. Không sập. Mua bát mình. Mua bên này. Đi mua bên này. Đi mua này. Mua. Mua. Bây giờ này không sập cho mọi người. Mua dưỡng này. Chọn lại, chọn lại. Chó là vợ răng nữa. Chị vợ răng nữa. Nhựa. Nè. Cọ bám quần nhiều người. Để vẫn còn nguyên.
Vậy là hôm nay thì được hai con thôi mọi người. Đây, một con sóc với một con chuột. Vậy là cũng ok rồi. Về mình có món ngon để ăn rồi mọi người. Này, thôi thì mình cũng xin tạm dừng video tại đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn mọi người ở những video sau nha mọi người. Mình cũng về đây mọi người. Bye mọi người đi con.